vị ơi, chúng ta mỗi một con người tự làm tự kiếm cơm ăn, không ai cho cơm mình ăn cả. Chúng ta cũng không cần thiết những lời nói của họ làm mình phải đau buồn làm gì. Đúng quý vị. Đó. Có cô này cô làm gái, cô tìm đến những đức. Cô nói thầy ơi, khi con nghe thầy giảng, con thấy rằng cái nghề của con tội lỗi quá. Những đức hỏi nghề cô nghề gì mà tội lỗi? Dạ làm gái. Những đức nói cũng cái nghề mà. Có những người thì dùng sức để làm việc về tay chân, thì cô cũng dùng sức để chịu đựng, cũng là một cái nghề. Bao nhiêu con người trong cuộc đời này dám làm cái nghề như cô, bao nhiêu người. Nên cô cũng là người vô cùng cường khôi, gan. Nên từ nơi đó, nếu bây giờ cô nghe những đức giảng, cô thấy cái nghề đó là không tốt, thì cô làm nghề khác đi. Còn nếu như cô thấy cái nghề đó mà tốt, thì cô tiếp tục mà làm. Không có gì cả. Những điều những đức chia sẻ để cho những người đừng làm nghề đó. Còn nếu cô làm nghề đó, cô thấy nghề đó là thích, thì cô cứ làm đi. Có một cô đến tìm những đức nói rằng, thầy ơi, con nghe thầy giảng, con thấy con có tội ghê. Những đức hỏi, cô làm cái gì mà có tội? Cô là lấy chồng ta. Nhân đức nói, lấy chồng người ta là tội, tội gì? Cái tội là tội cái bà kia không biết giữ chồng. Bà không có bản lãnh giữ chồng người ta, của bà. Bà chỉ có một người chồng, cô chỉ có một thằng chồng, ông chỉ có một con vợ mà không biết giữ để cho người ta lấy. Lỗi là tại mình. Tại mình sao mà để cho vợ và chồng mình bỏ mình. Đúng quý vị. Bây giờ bao nhiêu người sống với những đức, ai thích bỏ bỏ đi. Vô cùng là đặc biệt, có gì đâu. Bây giờ cô nghe những đức giảng, cô thấy cái việc này của cô làm là sai, đúng không? Thì cô sửa. Còn tất cả những người đi lấy chồng, ta thấy cái việc đó là ngon lành, đặc biệt, thì cứ lấy. Nếu như quý vị có bản lãnh thu hút, đúng không? Thì quý vị cứ làm đi. Rồi đến một ngày nào quý vị tỉnh ngộ rồi thì quý vị quay đầu. Nó đâu phải dễ đâu quý vị. Bây giờ quý vị tự nhiên ngồi đây nhìn đứa kia, quý vị đi lấy chồng ta được không? Thì đâu có làm. Vì quý vị đâu có cái nhân đó và quả đó mà làm. Còn những người như vậy là do người ta có nhân quả, nhân duyên, nghịch cảnh gì trong cuộc đời này. Chứ người phụ nữ nào muốn lớn lên có chồng rồi mà đi cặp người khác, có ai muốn không quý vị? Đúng không? Đâu muốn đâu. Mà tại sao có những người như vậy? Vì nhân duyên nghịch cảnh gì của người ta. Bây giờ mình giảng gì người ta làm gì nè. Cái người mà tạo nghiệp đó người ta làm gì nè. Thì người ta mới kết mình. Thì kết mình mới dẫn người ta đi từ từ. Đi ra. Đúng quý vị. Đầu năm đầu tháng chúng ta cỡ ra hết đi. Cỡ cho chuỗi lũi hết đi. Cỡ quyền não tham sân si chuỗi lũi đi. Lột ra. Đó. Được không? Quý vị. Cái môn giảng này mà làm cho anh ta mê nè. Không phải giỡn đâu. Quý vị thấy trong Phật Pháp đó, cái người mà nói là người này tu không được, kẻ này tu không được. Đức Phật chưa bao giờ nói rằng ai mà tu không được hết. Chỉ có cái vị chưa đủ duyên thì chưa gặp Phật Pháp thôi.
Chứ đã là giáo pháp của Phật, tại sao Đức Phật đưa ra 84.000 pháp môn? Vì trong 84.000 pháp môn là 84.000 cái phiền não của chúng sanh. Duyên chỗ nào thì tu cái đó. Mọi cách làm cho mình giác ngộ. Pháp hú hé quá trời. Con làm mình cũng háo hức quý vị. Không, háo hức. Sống trong cuộc đời mà. Không? Sống trong cái cõi sống động mà quý vị. Bây giờ quý vị sống trong cõi này mà quý vị không sống động là quý vị sống nó trở thành sống chết. Chiếc xe mà không chạy để lâu ra đề có khi nó cũng không, nó không có chạy cái máy lên đúng không? Còn con người mà nằm hoài khỏe cũng thành bệnh. Nên con người cần phải sống động lên. Đúng quý vị. Nghèo tiền nghèo bạc chứ đừng có nghèo nụ cười. Bây giờ thí dụ như bây giờ cha mẹ của mình có làm sai cỡ nào sai, còn chúng ta là làm con, chúng ta phải sống cho tốt. Đúng quý vị. Chứ giờ cha mẹ của mình làm sai mình đi buồn. Cái chuyện của cha mẹ là chuyện của cha mẹ. Sự tư duy, cái nghĩ của cha mẹ. Chúng ta làm con, chúng ta chưa hiểu được cái việc suy nghĩ của cha mẹ. Chúng ta đừng nên đặt vào cái đó để tự bản thân mình đi mắc cỡ với xã hội. Rằng cha mẹ tôi như vậy, như vậy, như vậy. Có người nói với mình, cha mẹ mà như vậy, như vậy, như vậy. Nói, bạn ơi, chúng ta làm con, chúng ta cứ sống vai trò của mình đi. Đúng không quý vị? Còn chuyện của cha mẹ là chuyện của cha mẹ. Nếu như quý vị là thật sự người có năng lực, dù mấy đời gia đình quý vị có cái gì đi chăng nữa, thì người ta cũng tiếp nhận quý vị. Đòi hỏi là gì? Đòi hỏi cái lối sống quý vị. Thí dụ như bây giờ Nhân Đức hỏi quý vị, vì đi đoạn đường từ ở Vũng Tàu dài lên tới đây thì cũng có những đoạn đường nó rất là bằng phẳng rộng lớn, nhưng có những đoạn đường nó cũng nhỏ hẹp, có những khúc đường cũng có ổ gà. Như vậy thì gia đạo của người ta mấy đời dù có sai gì đi chăng nữa, nhưng mà tới đời người ta đúng thì nó là đúng. Đúng không? Nên Đức Phật khi mà luận bàn với Bà La Môn giáo thì mới nêu lên rằng gia đạo mấy đời đều là bậc trí thức. Thì cái ông Bà La Môn giáo nói rằng gia đạo của cháu tôi là ba đời đều là trí thức, nhưng mà tới đời cháu tôi nó lại là một tên ăn nhậu bê tha. Gia đạo từng đời có học thức cũng chưa chắc là gia đạo tốt đến đời sau này. Còn có những gia đạo từng đời sai, nhưng mà tới đời của con cháu này sinh ra đời, ai biết được ông bà tổ tiên người ta đã gây dựng cái phước duyên gì, nên con cháu người ta 3-4 đời sau mới phát triển. Đúng quý vị. Có những người tạo phước thì một đời này là hưởng phước. Có những người tạo phước 3-4 đời sau mới hưởng phước. Có những người tạo tội đời này lãnh tội. Có những người tạo tội 3-4 đời sau mới chịu tội. Vì sao? Vì người tạo phước mà 3-4 đời mới hưởng phước là vì tội của họ dày. Nên phước phải có thời gian đi qua tội. Nên lâu. Đời này tạo tội 3-4 đời mới chịu tội là vì phước họ quá dày. Nên tội này phải đi qua phước có thời gian lâu, biển chăng chặn lại. Nên qua lâu quá mới phát tội ra. Đúng không? Nên từ nơi đó mà mỗi một con người khi nghe đạo phải hiểu nguyên lý này. Không phải là tạo tội không có tội, mà là nó chưa đến. Không phải là tạo phước phước chưa đến, phước không có, mà là nó chưa đến. Chúng ta phải công nhận rằng bây giờ chúng ta chửi ai là chắc chắn cái chửi này sẽ quay lại với mình 100%. Quý vị lấy chồng ai thì chắc chắn nó sẽ quay lại với quý vị. Quý vị sẽ bị lấy chồng. Quý vị lấy vợ ai thì chắc chắn quý vị sẽ bị lấy vợ lại thôi. Nhưng bây giờ nó chưa đến, không phải là không có. Chắc chắn
sẽ có. Nhân quả thông ba đời. Nên trong nhà Phật có câu nói hay: muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau xem nhân đời này. Đúng không? Xin tì cho uống miếng nước. Mấy ngày nay đau cổ. Chầm miếng sẵn. Nên mỗi một con người khi nghe gì thì quý vị, quý vị thông tâm, nhưng mà quý vị có thông được không? Đúng không? Nghe là thông tâm đó, dễ hiểu, nhưng quý vị có chịu hiểu hay không? Đã là vai trò làm là phải làm cho tốt thôi. Còn ai hiểu bao nhiêu, ai làm bao nhiêu, đó là chuyện của họ. Xin thưa quý vị, những đức học Phật mười mấy năm, lợi ích không thể nào tưởng tượng được. Có những người học Phật mười mấy năm không có lợi ích gì cả. Phật pháp rất là đặc biệt, tùy theo cái góc độ tư duy chọn lựa của bạn. Bạn có thể học và nhận thức được, bạn có thể làm phù hợp được thì bạn được lợi ích. Còn bạn học mà bạn bị chướng che, bạn cứ lo trước lo sau, lo được lo mắt, không có mục tiêu nhận thức thì bạn không có kết quả. Quý vị coi, những đức thường nói câu gì? Một thanh niên ngoài đời, một mình tự làm tự sống, tay làm hàm nhai, mà tay ngưng thì hàm chu mỏ. Nhìn đói. Thấy chưa? Vậy mà chỉ có học Phật thôi mà bây giờ làm bao nhiêu chuyện. Bây giờ quý vị coi, những đức giảng là nói những đức là người hư hỏng sai quấy. Vậy quý vị có tiếp nhận như đức không? Bây giờ tất cả những người hư hỏng sai quấy, hãy nhìn từ ngay những đức mà làm giống những đức đi. Đúng quý vị. Còn quý vị là người không có sai quấy gì cả. Vậy thì quý vị cũng coi quý vị có làm như những đức không? Rất rõ ràng đúng không? Bây giờ nói phải gì tự hào quá. Quý vị cứ nghĩ đi. Bao nhiêu người cha, bao nhiêu người mẹ ở đây những đức nuôi mà vui. Quý vị chỉ cần làm giùm cho những đức là tại nhà quý vị. Nếu như quý vị có nuôi cha, nuôi mẹ quý vị, vì nuôi vui giùm cho những đức đi. Cha mẹ ruột quý vị thôi đó. Thấy không? Nên từ nơi đó thì cái điều này mình nhận thức là sẽ nhìn ra liền. Nên quý vị thấy Phật pháp hay chưa? Quá hay. Quá tuyệt vời. Pháp môn tịnh độ số 1. Phật A Di Đà số 1. Thế giới cực lạc số 1. Phật tử chùa hộ pháp số 1. Không? Còn tôi số 0. Không cộng 1. Từ nơi đó. Bây giờ mình nói ta số 1 là thấy ta thích liền quý vị, thấy chưa? À, quý vị cố gắng Tết năm nay phải số 1 nghe. Hồi nãy gặp với cái cô kia, cô cứ nói thầy con niệm Phật hoài mà sao con cứ làm sai hoài thầy nó buồn gì đâu, cứ niệm Phật hoài mà nó cứ làm sai hoài, nó cứ sân si hoài, nó cứ đi nhiều chuyện chỗ này chỗ kia hoài, rồi thấy chồng người ta đẹp trai mà cũng phải nhìn kỳ cục cái ghê. Xong những đức nói nó sai chỗ nào thì điều chỉnh lại. Quý vị nhớ, cái nghiệp của chúng ta nó nằm trong cái thức thứ 8 đầy. Quý vị bích chỗ này nó xì chỗ kia.
bích chỗ kia nó xì chỗ nọ. Cái nhiều chuyện nhiều điều của chúng ta không phải mới có một đời này đâu quý vị, là quý vị cái loại bệnh này là cái loại bệnh nhiều đời nhiều kiếp đó quý vị ơi. Hiểu không? Nhất là cái bệnh nhiều chuyện dành cho mấy nàng là nhiều lắm. Mấy nàng nặng nề về cái bệnh này dữ lắm. Hiểu không? Nó nên từ nơi đó thì mấy cô cứ yên tâm. Phật A Di Đà ngày hứa ngày rước, các cô là ngày rước à. Các cô chỉ cần niệm Phật là ngày rước thôi. Hiểu không? Rồi nếu cảm thấy nhiều chuyện mà tốt thì vui thì cứ nhiều chuyện. Không mà có khi đi nhiều chuyện mà vui vị. Lạ vậy đó. Khi là ở đây đông đông này, bây giờ kêu ngồi niệm Phật xuyên suốt đi thì buồn. Nhưng mà 4-5 người tập trung để đi nhiều chuyện thì vui. Có không quý vị? Đó thấy chưa? Thì rẻ nữa không? À, đánh ngay tâm lý mà. Vậy thì mấy chị cứ nhiều chuyện. Nhưng mà nhiều chuyện chứ của một cái nhóm mình á, ngồi nói cho nhau nghe, rồi bình tĩnh tư duy. Tư duy những cái điều nhiều chuyện đó. Có khi một ngày nào có bị bể xô không? Nhớ không? Hãy cẩn thận. Còn một ngày nào bể xô thì lúc đó tỉnh ngộ. Họ nhiều chuyện hoài mà chưa có chuyện xảy ra. Bây giờ mình có nói đáng sợ cỡ nào thì họ cũng chưa có sợ. Tại vì sao? Vì chưa có bể xô nhiều gì. À, nên á, không mà chúng sanh mình nặng lắm quý vị. À, nặng lắm. Giống như có hai cô này đi chung với nhau. Một bà thì đẻ 3 đứa con, bà thì chưa từng đẻ. Thì cái bà mà đẻ 3 đứa con mới nghe những đức giảng gì đẻ đau, bà nói công nhận thầy giảng hay. Giảng gì đâu mà hay, gì đâu mà chàng ơi chị. Tôi nói thiệt chứ tôi kết ông thầy này gì đâu mà tôi kết. Bằng đêm tôi ngủ mà tôi nằm mơ tôi thấy ổng. Kết đến mức gì đó quý vị. Ừ, quá kết rồi. Gặp ông mừng dữ lắm. Còn cái bà kia đi chung mới nói nè, giảng cái gì đâu mà hay, tôi có thấy đau gì đâu. Thì cái bà kia mới nói, bà có đẻ đứa nào đâu biết đau. Bà đồ lao vậy. Tôi nè, tôi đẻ 3 đứa tôi biết đau. Bà có đẻ đứa nào đâu mà bà biết đau. Thầy cũng giảng hay lắm, giảng đúng lắm. Mình giảng gì khổ gì chồng, cái bà kia bà đâu có chồng. Bà không có chồng, không có con gì chứ. Nó thầy giảng hay ho gì. Bà kia nói thầy giảng hay dữ lắm. Giảng đúng bon nè. Em nè có chồng. Từng hạnh phúc, từng khổ đau thầy giảng y bon luôn. Đẻ đau lắm. Chị không có cảm giác gì, chị hồi đó tới giờ có thằng nào ngó chị đâu mà khổ. Thấy chưa? Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là Phật Pháp độ người có duyên. Nên mình giảng về vô thường khổ đau là cái người ở trong cuộc đời này đa dạng khổ nên nó duyên nó mới dày. Nhớ nha quý vị. Đó. Nên mỗi một người mình nghe Phật Pháp á, quý vị dùng Phật Pháp đi tiêu khiển thời gian tốt. Những đức cũng siêng giảng, quý vị cứ lấy đó mà tiêu khiển thời gian. Cứ tiêu khiển đi. Nghe làm hay không làm gì cũng tốt, vì nó cũng nằm trong A Lại Gia Thức quý vị. Khi nghe những đức giảng á, sau này những đức không giảng nữa thì có người khác giảng. Thì lúc đó mỗi một người quý vị khai thác được trong cái tiềm thức quý vị ra, nhận thức được thì lúc đó tự mình sẽ hành trì. Không? Ví dụ như có những người bây giờ mình chia sẻ Phật Pháp đi, người ta nghe chưa đúng ngay người ta, ta nói thầy giảng thấy ghét. Nhưng mà 5-10 năm sau người ta lại nhớ lại 10 năm, 10 mấy năm về trước thầy đã giảng một chữ quá trời. 10 mấy năm nay mới biết cậu ông này không giảng y ren gì chị. Không? Đó.
Nó có thời gian quý vị ơi. Không mà có mấy có mấy bà cũng không? Chứ gặp mà mình ở đây mà mình la mà kiểu mà la lên cái mà ở dưới ngồi, mình la cái mà ở dưới kiểu mà khang khang tiếng la không nổi, không có năng lượng. Kiểu mà mình ở đây mình chia sẻ một pháp mà ở dưới mà làm sao mà quý vị chia sẻ pháp nội á? Thấy chưa, nên làm sao không biết mà thấy cười là ngon quý vị, đúng không? Người ta bỏ thời gian tết nhất đi đến chùa, dù cỡ nào cỡ người ta cũng có nụ cười năm mới, đúng quý vị? Đi nhìn qua đây chú coi, ngồi tốt trong kẹt tội nghiệp quý vị. Không có những người quý vị biết rằng cũng tội nghiệp lắm, nói là cứ nghe thầy giảng hoài, cái nhìn thầy không mà chớ thầy thì nhìn cái thấy cũng buồn quý vị. Cứ nhìn ngay mặt tiền không, thấy không? Bây giờ tốt mấy người ở phía sau, bây giờ mình cũng chào mấy người phía sau nha. Chào người bên phải nghe. Chào người bên trái nghe. Chào mấy người tùm lum nghe. Chào những người đang ở chỗ nào đang ngồi một mình nghe nghe không? Chúc quý vị an lạc vui vẻ nghe. Thấy không? Vui không? Đó. Vì thấy truyền tải Phật pháp đâu có văn tự gì cao siêu đâu. Bởi vì có nhiều người người ta nói những đức rằng ông thầy đó giảng pháp mà giảng cái gì? Có Phật pháp gì đâu? Có Phật pháp quý vị. Vì có Phật pháp mà. Đó. Quý vị coi á, có nhiều người ta nói những đức là gì? Ông thầy không có oai nghi. Mà quý vị thích phải không? Bây giờ ai thích những đức đưa tay lên coi. Cảm ơn nghe. Để thấy chưa? Người ta thích như vậy mà. Tự nhiên giờ kêu người ta có oai nghi, người ta không thích thì sao? Quý vị ơi, chúng sanh của mình là thích gần gũi, hiểu không? Mà cái oai nghi giới luật trong nhà Phật không phải là như quý vị nghĩ mà khi áp dụng mà xa cách đâu. Sai rồi, hiểu không? Nó chữ quay này á, là trước mọi người cảm thấy quý trọng người giảng pháp. Hiểu không? Nó chữ nghi này là nghe lời của Phật dạy phải chỉ niệm Phật. Không? Nào, quay nghi là gần gũi vậy đó. Lấy cái gần gũi nhất mà chỉ người ta. Chứ không phải là quay nghi là đầu năm đầu tháng về đây tu tập cố gắng niệm Phật, cố gắng hiếu với cha mẹ của mình, cố gắng sống cho tốt nghe không?
cố gắng ăn chay niệm Phật nghe không? Không phải như Đức làm sao cũng mắc cự chứ quý vị, đúng không? Đó. Nhưng mà nếu thật sự mà nghiêm thiệt như vậy, không có nụ cười gì hết, không tạo duyên gì hết, đố mà mùng 2 Tết mà người ta lỡ đây đông gì, giận giận chưa, đúng không quý vị? Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng cái oai nghi giới luật trong nhà Phật dạy là khi bị áp dụng là gần nhân sinh. Vị coi tất cả chư tổ sư đi, các ngài gần gũi nhân sinh lắm. Đại lão hòa thượng Hư Văn, ngài là bậc á, như là tổ sư của thiền tông, nổi bật như là bậc tổ sư. Ngài đức hạnh lớn vô cùng. Có một lần ngài tam bộ nhất bát, có 4-5 người đi, xuất gia cũng cùng đi với ngài, đi cùng lại núi. Chắc lại cảm Bồ Tát Quan Âm hay sao? Bồ Tát Quan Âm thì hiện ở một nàng con gái đẹp, cầm một chiếc quạt đi. Người con gái đó tung tăng chạy đến một dòng sông. Thì ngài Hư Văn và thêm 5 người tăng nữa sẽ đi qua con sông vô cùng đơn giản, dễ đi. Người con gái này bước đến, ôi sợ quá, ôi sợ quá. Nước sông chảy quá, ôi tôi sợ nước lắm. Cái chân vừa đụng xuống nước cái, ôi sợ nước lắm. Ta là con gái mà ta sợ nước quý vị. Sợ nước lắm. Vì ở dưới nước không biết có con gì hay không. Sợ nước. Ê, mình diễn vậy vui quý vị. Được không? Sao quý vị biết rằng? Thì bắt đầu là nhìn qua bên kia, à, có ai không? Có ai để mà giúp mình đi qua sông hay không hả? À. Có những người xuất gia. Người xuất gia chắc là từ bi lắm. Lỡ 5 người tăng kia nhờ, bạch thầy, mẹ con đang bệnh ở bên kia, hồi nãy đi qua đây có đò, bây giờ đò đã về rồi, bây giờ con mua thuốc xong nhưng muốn qua sông lại sợ nước, xin thầy đưa con qua sông giùm. Thì 5 người tăng kia đây, mô Phật. Bằng tăng là người tu hành không thể nào gần nữ sắc được đâu, chạm vào một cái phạm giới. 5 người tăng này lội rẹt đi qua sông. Ngài Hư Văn đi cuối cùng. Cô gái bước đến gặp vị tăng là ngài Hư Văn. Bạch thầy, xin thầy giúp con qua sông. Con rất là sợ nước lắm. Thấy chưa? Không, sợ nước. Ngài Hư Văn nói, được rồi. Không? Đây. Cô Hải, leo lên lưng ta đi. Thấy chưa? Rồi ngày Hư Văn ngày cổng cô gái qua sao? Cũng là câu chuyện mà vì thấy người ta kể hấp dẫn chưa? Thấy chưa? Đó. Ngày Hư Văn mà cứ cổng cô gái qua sao? Thì trên đoạn đường cổng qua sông thì cô gái sợ nước mà. Ôi trời nước. Con rất là sợ nước. Thì bảo quýu ngày Hư Văn. Ở trên dài bơ quýu ngày Hư Văn. Hai cái chân bắt kẹo cho ngày Hư Văn. Nó kẹo sát vô. Hai tên ngoéo, hai cái tay ngoéo, còn cổ cứng ngắc. Còn hai cái chân kẹp cứng vô. Thì vì biết cái đó là nó sát, nó sáp lá cà cỡ nào. Nó cọ hết vô người luôn. Hiểu không? Thì lúc này mới là lúc mới biết cái cảm giác của Mỹ Tăng này tu như thế nào. Bồ Tát Quán Thế Âm thì hiện mà. Hiểu không? Đó. Xong rồi, ngài Hư Văn ngài cổng qua tới con sông, qua bên bờ sông bên kia. Và ngài Hư Văn ngài để cô gái xuống. Và ngài tiếp tục ngài lại nè. Thì 5 vị kia đang lại, 5 vị kia nói nè. Tu hành cái gì mà ổng con gái. Bực tức quá rồi. Tôn trọng Hư Văn là một bậc cao tăng tu hành đắc đạo. Đi lại núi nên ta mới đi lại thèo. Nhưng không ngờ Hư Văn rảnh là con người như thế. Người không có tu hành gì hết. Gặp nữ là tâm tất. Thấy chưa? Năm ông với bạn nhau tức quá. Bây giờ làm sao đây? Bây giờ chúng ta phải lại đó để nói với Hư Văn tại sao Hư Văn lại làm như thế.
đã là tu hành, đọc được giới lực của nhà Phật giải rồi, mà tại sao lại dám cõng cô gái đi qua con sông như thế ạ? Cõng mà còn ôm kính nhất như thế. Ôm kiểu đó ai mà chịu cho nổi. Ý coi, ngày hư ba ngày vẫn lại bình thường, ngày đi lại bình thường. Năm ông này lại đứng ngay trước mặt hỏi ngày hư băng, tại sao ngày làm như vậy, tại sao lại cõng cô gái qua sông, tu hành như thế làm cho đạo Phật bị mất mặt lắm phải không, ông như vậy là tu hành cái gì? Ngày hư băng ngày nói rằng cô gái đó đẹp như thế nào, các ông nói cõng cô gái đẹp như thế nào, ông cõng còn nói nữa, cõng đi qua sông mà còn hỏi đẹp như thế nào. Tôi cõng cô gái qua sông, tôi để cô gái xuống rồi, cô gái đã về nhà rồi, còn ông tại sao lại cõng cô gái lên, lại cõng cô gái lên? Tôi cõng qua thì để xuống, mà ông không cõng mà ẵm lên. Tôi nãy giờ đang lại Phật, còn ông nãy giờ đang làm bầm. Bộ ông không cõng ông tức hay sao? Có nhiều người cũng thấy những đức bên cạnh nữ đi theo nhiều quá, cũng lo lắm, cũng lo không biết chừng nào thầy những đức rớt đài đấy. Tôi nói chừng nào rớt thì tính sao. An vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta. Đúng không quý vị? Chuyện chúng ta làm, tự tâm chúng ta biết. Cứ chờ người ta ngày nào rớt đài. Có chừng người ta không rớt mà mình rớt đấy. Ê quý vị, bây giờ vừa đứng hỏi quý vị nè. Bây giờ quý vị bên cạnh những đức nè, từ trẻ già sồn sồn gì cũng có trong đây hết chứ, vì đến những đức nhiều quá. Bây giờ những đức đâu có đặt mục tiêu được, tại vì nhiều quá. Hiểu quý vị, vì những đức không có đối tượng cá nhân, sợ nhất là ít quá. Không có, nên khi có rồi cá nhân một chỗ. Hiểu không? Cái này mới nguy hiểm đó quý vị. Nó nên thôi, nói tốt xấu gì, cứ lo niệm Phật đi nhé. Câu chuyện ngày hư văn mà thấy hay đó quý vị. Thì thấy không, bậc cao tăng đó hay làm chuyện phi thường chưa? Người ta cho đó là bình thường nhưng đó là phi thường. Đạo Phật là từ bi quý vị. Từ bi chứ không phải là từ bi. Quý vị mà từ bí là gì? Từ bí là cá nhân quý vị. Luôn luôn lo được lo mắt, không biết hy sinh bản thân vì chúng sanh, thì quý vị là từ bí. Nên những đức hồi đó giờ nói câu từ bí, vì nhiều người cũng tưởng đâu những đức nói lộn đúng không? Nó thiệt đấy, chứ có nói lộn đâu. Có nhiều người đi tu mà là từ bí chứ không phải từ bi. Từ là ban vui, bi là cứu khổ. Nên có cái hy sinh mình để mà giúp người và cứu người. Hiểu không? Còn nếu không mình càng tu thì từ bi là cá nhân mình không à. Cái gì cũng lo cũng sợ. Nên có một lần ngài Hư Văn vừa khởi xướng được một cái đạo tràng đông đông lên một chút. Ngài đang giảng pháp, người ta đến nghe đông đông một chút. Thì những ngoại đạo cũng muốn hại ngài. Thì mới cho một người có bầu đi ngang, cô có bầu đi ngang đi. Ôi trời ơi nhức đầu quá trời. Say sẩm say sẩm. Bây giờ sắp sửa đẻ rồi mà không có chỗ nào đi đấy. Rồi đi ngang ngôi chùa, đi ngang ngôi chùa đi, bê qua bê lỡ, bê tới bê luôn. Thì bắt đầu ngày ưu văn ngày thấy ngày nói, đệ tử đưa vô chùa. Thì nhiều đệ tử nói, thầy ơi thầy, đạo tràng chùa chiền mới phát triển một chút, giảng pháp vừa khai xướng có nhiều người đến, cúng dường chút đỉnh mới có được con bao gạo, thầy mà đưa con nhỏ này vô nó đẻ,
mà Phật tử nó mắc tín tâm là cái như chùa cả đám mà đói chết mồ luôn. Xin thầy đừng có nên làm chỗ này này. Ông đã tu bao nhiêu năm rồi mà tại sao ông còn sợ những cái điều như kẻ phàm tục như thế? Mình là người tu hành, ông phải biết rằng duyên hợp duyên tạng là việc của duyên. Còn ta cứ làm việc tốt của ta, hãy làm đi. Thấy chưa? Duyên hợp duyên tan là việc của duyên. Có khi tan rồi hợp lại còn dữ dằn hơn. Chúng ta đừng có đặt vấn đề nó hợp gì, tưởng nó nói là quá ghê gớm. Có gì đâu, nó tan rồi mới biết người nào là người tu chứ. Hiểu không? Mỗi ngày nghe hoài, từ từ lâu ngày không thấy chân quy, thì một ngày nào nó tan biến rồi mới thấy chân quy chứ bạn ơi. Hiểu không? Nhờ. Nên quý vị biết rằng là cho cô đó vô, cô đẻ, thì bắt đầu tung tin ra trong chùa có người đẻ. Xong đẻ xong bỏ đi, để đứa bé nhỏ lại. Ngài Hư Văn thấy đứa nhỏ đói quá, không có sữa bú. Ngài là người xuất gia ẩm đứa bé đi xin sữa. Mỗi lần gặp đàn bà cứ lợi xin sữa. Cứ gặp đàn bà đi xin sữa. Tôi nghe mà đâu phải ai đàn bà cũng có sữa đâu. Phải đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ cũng có sữa. Bây giờ gặp ai cũng xin sữa. Cuối cùng lấy đắt lấy cây liền Ngài Hư Văn. Mà cái đó là phim thôi nhưng mà coi con đỏ nó xúc động ghê. Xúc động lắm quý vị. Thì ngày ẩm đứa bé đi xin sữa, đi vòng 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 xin sữa, bị người ta chửi, bị nói này nói kia quá trời luôn. Cuối cùng cũng xin được sữa cho bé nó dùng. Còn kêu đệ tử ẩm đi, không đệ tử nào ẩm đi hết. Cuối cùng không ai ẩm đi thì ta ẩm đi. Trong khi Ngài Hư Văn là bậc cao tăng, quý vị thấy có gì cái danh của mình không? Bỏ luôn. Có sợ người ta mắc tín tâm mình không? Bỏ luôn. Cái này tạo ra mà không bỏ thì làm sao nói là buông xả, đúng không? Khi những đức ngồi với mấy cô đều thấy người ta cả năm chờ phục vụ Tam Bảo, Tết không đi về nhà, không được đi đâu chơi luôn, không bước ra được chợ hoa một chút luôn, ở trong chùa không, bản thân mình không nói chuyện cho người ta vui, chụp một hai tấm hình làm cho mấy bà cười mới chụp hình, một hai tấm hình đó thôi. Không lẽ không làm được điều này? Người ta không có niềm vui gì thì ngày nay lấy sức đâu để phục vụ quý vị đến đây về tục. Họ cũng là những người con gái cũng như những người con gái ngoài đời vô đây. Họ cũng mới tu đây và mới đi cạo đầu. Thì quý vị coi, nếu họ không có niềm vui sao tu? Quý vị cần niềm vui không? Đó. Bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị nghe về Đức chia sẻ Phật Pháp của họ chứ, bù đầu bù cổ chứ đi nấu ăn, dọn cơm, dọn nước, lo đủ chuyện ở dưới. Sáng là nấu mười mấy nồi đồ ăn, cái nồi bự gì nè. Mà trong cái nồi đó có nhiều loại đồ thì cắt gọt tùm lum, nhiều ban để mà kết hợp làm. Có kho nổi cái đồ ăn đó. Mà nhà bếp mà nấu nóng mức không tưởng tượng được. Nếu họ không có niềm vui của nội tâm thì họ nóng nảy như vậy họ làm sao chịu nổi. Họ sẽ tức tối, họ sân si lên được đó. Đúng không? Đó. Nên á, nếu ai cũng là nghiêm, cứng nhắc, bởi vì có mấy người theo. Bây giờ chùa này đông y y như vậy, từ người phục vụ, người làm việc mà đông gì là từ đâu? Từ ông thầy, ông phải thông tình đạt lý, ông phải vui vẻ làm sao ta mới đến. Có ông thầy ông đến gặp như đứng nói Nam Mô với Di Đà Phật, xin hỏi thầy Nhãn Đức, thầy có cái tiệc chiêu gì mà bao nhiêu con người đi theo thầy, bao nhiêu người trẻ tuổi phục vụ cho Tam Bảo chùa chiền, tôi tại sao không có một đứa nào lợ? Nói ông cố gắng ôm kinh giáo đi. Tại vì sao? Học được kinh giáo của Phật để áp dụng cho con người ta. Cái gì mình hành trì được thì bản thân mình cố gắng làm. Còn khi đến với con người hãy nhìn căn tính người ta mà hạ xuống. Đạo Phật từ bi á, Đức Phật đứng trên một cái đỉnh cao cực kỳ cao, vậy mà Đức Phật cúi xuống sát đất để cho quý vị bước lên. Vậy thì mới nói là từ bi. Còn nhiều người chúng ta trong cuộc đời này tạo được một chút danh thôi là đã sợ tổn danh mình rồi. Lúc nào cũng cái gì cũng sợ cái danh mình bị tổn.
Chúng ta đến với cuộc đời này có tiền thì phải xài một chút với chúng sanh, có phước cũng xài một chút, không bỏ con tép làm sao bắt con cua. Hiểu không? Đi bắt con tôm qua nó lộn. Hiểu không? Phải bỏ ra một chút. Hiểu không? Mình đi về chùa mình nghe thầy giảng gì tâm mình cũng rộng rãi lắm. Vậy thì đối với cha mẹ của mình có bỏ bao thư để cúng dường không? Phải làm. Bây giờ cha mỗi ngày nhậu say xỉn, cầm chai rượu đi vòng vòng đi kinh kinh, vậy chúng ta có cúng dường cha mình không? Phải cúng. Cúng dường cho cha mua rượu uống, miễn cha thích là được rồi. Chuyện này là chuyện của cha. Cha thích uống rượu, cúng dường tiền cho cha mua rượu uống. Như vậy thì một ngày nào mới độ cha. Còn nếu như mình nói con giờ con đưa tiền cho cha mua rượu uống có tội, đem tiền thì cúng dường Tam Bảo hồi hướng cho cha có phước, cái tâm ông hoàn toàn đóng lại, phước ở đâu mà không có. Ông chỉ trích mà ông tức tối mà ông kênh với Tam Bảo, bị đem của Tam Bảo hồi hướng cho ông sao ông hưởng. Ông phải vui với Tam Bảo thì ông có phước. Đúng không? Còn mình là người niệm Phật, mình chuyên tu. Bây giờ cha mẹ của mình cũng biết Phật Pháp nhưng mà tạp tu. Chúng ta dùng câu gì để đến với cha mẹ chúng ta? Nam Mô A Di Đà Phật Quan Hỷ. Nhiều người cha mẹ cả tu còn không tu, thì còn cái này cha mẹ mình vẫn tu, thích học, thích nghe cao siêu, thì chuyện đó tốt vì cái mảng đó của cha mẹ. Còn bản thân mình thì có duyên với ông thầy đơn giản thì mình cứ học với ông thầy đơn giản đi. Người ta có duyên với một vị thầy cao siêu, hoặc có những người người ta tu tập người ta thích đi qua tới nước ngoài, ta tìm những vị cao tăng nước ngoài đồ này kia, ta học việc đó tốt. Người ta có duyên người ta đi tìm kiếm mà gặp, tốt. Còn mình lạ thay, mình không thích đi đâu chứ, thì đó là duyên của quý vị, tốt theo kiểu của quý vị. Đúng không? Thật sự mà nói với quý vị chứ, Phật Ấn Độ hay Phật Mỹ, Phật Việt Nam, hoặc Phật Trung Quốc, Phật Thái Lan, Phật nào đi chăng nữa, thì cuối cùng vẫn là Phật tánh giải thoát. Vẫn là một cái nguyên lý giải thoát quý vị ơi. Khi quý vị đi vòng vo tam quốc, quý vị tưởng đâu là Phật Trung Quốc nó linh hơn Phật Việt Nam, hoặc là quý vị đi đến Phật Ấn Độ linh hơn Phật Việt Nam, cuối cùng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày cười mỉm cười, ngài nói Phật nào cũng là Phật hết con à. Cái giao pháp của ta nó truyền tải khắp nơi nơi, chỉ có một mình ta truyền tải. Đi đến Việt Nam thì làm pho tượng giống người Việt Nam, đi qua Mỹ thì làm pho tượng giống người Mỹ, đi đến Trung Quốc thì pho tượng giống Trung Quốc, đi đến nước nào thì hình tượng ta giống nước đó, nhưng tự tánh Phật chỉ có một mà thôi. Trong nhà Phật có câu rất là hay: tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Cái hoàn cảnh mỗi một gia đình, đoàn thể, xã hội và cho đến cả một đất nước và cho đến cả thế giới, từ do tâm con người mà hình thành ra. Thí dụ như một căn nhà ở dơ là do người đó làm biến, đúng quý vị? Còn một căn nhà mà sạch sẽ là do người đó kỹ lưỡng, đúng không? Người này thích đi đánh người là do tâm người này hung dữ. Nên từ nơi đó mà do tâm người sanh ra. Vậy bây giờ nếu mà lặp lại cái tâm thiện thì hoàn cảnh tự nhiên sẽ tốt hết thôi. Hoàn cảnh không được sạch sẽ, bây giờ chúng ta kỹ lưỡng đi, mỗi người chung tay, đừng có bài nữa, thì hoàn cảnh sạch sẽ. Lúc trước mình ở dơ, đi đâu cũng thấy hôi rình,
Bây giờ thì mình kỹ lưỡng lại thì mình đi đâu mình cũng thơm tho vậy thôi, đúng không? Đó, mình đi đâu mình bước ra ngoài tóc tai bùm xùm nhìn như bà chằn lửa. Bữa nay mình đi đâu mình gọn ghẻ, chải tóc đồ sạch sẽ đàng hoàng. Mình làm vợ người ta cũng làm cho người ta nở mặt nở mày, đúng không? Dù mình có vợ có chồng rồi, đi đâu ra ngoài cũng ủi mua đồ cho nó ngay ngắn. Dù là đồ mình không đẹp nhưng mà sạch sẽ, ủi đồ cho nó có ly đồ đàng hoàng. Thì bận lên cũng cảm thấy con người nó nhìn cũng sạch sẽ lịch thiệp một chút. Thấy cái gì? Mình bê bối bày hay quá thì tệ thôi. Đó. Nên mỗi một người chúng ta muốn cái hoàn cảnh này tốt thì phải chung tay. Không có một cá nhân ai thành công được hết. Nên chúng ta phải nhớ cái câu ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Câu này quan trọng lắm nghe quý vị. Ai ăn thì người đó no, mà ai cười người đó hưởng. Đúng không quý vị? Còn vị không cười, vị khóc, vị gán chịu. Đúng không? Giống như chùa mình đi, có những người người ta mắc những dịp Tết thì chùa phải cười. Đúng quý vị? Sau này những đứa chết quý vị cũng phải cười mà niệm Phật. Chứ sao bây giờ? Chuyện người đức chết là cái chuyện của những đức, đến lúc chết là phải chết. Còn chuyện quý vị sống là phải sống cho thật là tốt, đúng không? Cho nên vị mới là người thật sự sống với một cái góc độ sáng suốt trí tuệ mà Đại Thế Chí Bồ Tát dạy, đúng không? Nếu như chúng ta mà có cái lối sống đặc biệt của Đức Phật dạy mà tiếp nhận được thì quý vị trong cuộc đời này tự tại lắm. Thí dụ như chồng mình nói yêu thương mình, nói hết lời, nói quá trời luôn, nhưng một ngày nào anh bỏ ta thì ta phải làm sao? Thì ta cũng phải ha ha mà sống như sao vậy quý vị? Không lẽ mình hu hu sống, mình hu hu anh có trở lại không? Nếu mà đã là không trở lại thì mình ha ha mà sống, thì mắc cái này mình còn cái ha ha. Đúng quý vị? Vậy thì giờ chúng ta nghèo chúng ta có cười không? Nếu chúng ta mà nghèo mà còn không biết cười, vậy là chúng ta vừa nghèo tiền nghèo bạc mà nghèo luôn nụ cười. Vậy chúng ta lùn, chúng ta xấu, chúng ta có cười không? Phải cười. Vì nếu như mình mà không cười thì mình vừa bị lùng bị xấu mà mình còn bị không được cười nữa, thiếu thốn hết trơn quý vị. Nếu như quý vị vui vẻ, quý vị biết cười thì quý vị còn vớt lại được, còn vớt được nghe. Cái này quan trọng á, quá quan trọng đúng không? Coi cô để cô gặp nhà đứa cô nói nè: dạ thưa thầy, con lúc trước mà chưa nghe thầy giảng đó thầy, con mặc cảm gì con bị lùng. Có thiệt chứ chồng con cứ chê con lùng hoài, con mắc cỡ con hơn gì, với con mất lòng tin luôn đó thầy, với bản thân con. Mà sau này con nghe thầy giảng rồi, thầy giảng cái câu con tâm đắc, lùng có cái thế của lùng đó. Có những người cao có cái hại của cao. Có cái bà đó đi cùng với bà này, bà lùng, cái bà kia tự hào tôi cao, bà này ngại khi lùng. Y nghe những đức giảng thì có làng hai bà chui ngang một cái lỗ, thì cái bà lùng mới chui ngang được, bà cao mới đụng cái đầu xuống chùi vô. Thì cái bà lùng mới nói rõ ràng: ông thầy ông giảng hay, lùng có cái thế của lùng. Chưa, cao lùng gì nó cũng có cái hay rồi, có cái dở đó chứ quý vị. Nhưng mà chúng ta nên khai quật làm sao cho cái người mà người ta cảm thấy mất lòng tin với người ta, mà người ta phát triển cái khả năng và lòng tin của người ta lên. Đây là cái quan trọng, đúng không? Nên mỗi một con người sống làm sao mà phấn chấn lên,
phấn chấn lên mà sống. Đúng quý vị. Ví dụ như bây giờ năm nay chúng ta làm ăn không phát đạt thì chúng ta cũng phải sống. Mà chúng ta vui vẻ mà sống có khi qua năm chúng ta phát đạt. Còn cái người mà quá cực khổ mà cứ nghèo hoài gì đừng có làm nữa. Thử coi sao. Bây giờ như Đức dạy quý vị nè, làm hoài không có thời gian đi đâu mà cũng nghèo à, vậy giờ đi để đi. Kiếm chỗ đi mà phù hợp. Ai kêu quý vị đi chơi? Đang nghèo rồi tiền đâu đi chơi? Đi chùa. Trời ơi. Đúng không? Chùa là tổ ấm ta về. Về đây, về đây sẽ có nụ cười. Đúng không? Lam lũ cực khổ hoài. Có nhiều người mình rủ đi chùa, họ nói bạn, bạn, bạn. Tới Tết cũng bạn, ngày nào cũng bạn. Bây giờ bà khỏi bạn nữa thử coi nói sao. Bà khỏi bạn mới đâu nó mát thì sao. Đúng không? Nó tùy quý vị nghĩ sao nghĩ. Bạn hoài nó nóng nực khó chịu, khỏi bạn cho nó mát mẻ. Đúng không? Nên từ nơi đó mà giảm bớt việc lại để cho nó nhẹ nhàng. Rồi mình tìm cái nơi mà có nhiều cái nhân tố để tích tụ năng lượng, để phát huy được cái tiềm năng có sẵn của mình mà nó đang bị chướng che. Thấy không? Quý vị biết cái người mà thường cười á, là họ có một cái năng lực cười. Năng lực cười này là nó tồn động dư dả, nên đụng cái là cười, đụng cái cười liền. Còn có những người là họ không chịu tập cười, mà họ cứ chờ cơ hội để cười. Đừng có chờ cơ hội. Cơ hội là tự mình cho mình. Nhớ nha quý vị, cơ hội là chính mình cho mình. Bây giờ không ai cười với mình, mà cũng không ai tạo cái nhân tố cho mình cười. Vậy thì bản thân mình tự nhìn vô tấm gương, nhìn mình giống bà khùng mà cười. Thấy không? Nhìn giống như là bà trợn vậy đó, cười 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 được không? Có nhiều người nói ủa chị lúc này em thấy chị không ổn định, bộ làm ăn không được rồi, chị làm như bị chạm dây thần kinh hay sao. Sao đi đâu cũng thấy chị cười mình, giết rồi em thấy em cũng hơi sợ. Sao cái mình nói vậy nè, nói à, tại em không có cảm giác này á. Cái cảm giác này giống như uống nước nóng lạnh tự biết em ơi. Không? Cái cảm giác á, cái cảm giác mà sung sướng và khổ đau thì giống như uống nước nóng lạnh tự uống tự biết quý vị. Không ai hiểu được nguyên lý này đâu. Đúng không? Ví dụ như á, cái cô này từ xưa tới giờ không có chồng. Bà không bao giờ biết được cái cảm giác lên xe bông là như thế nào. Hiểu không? Rồi xong á, bả từ cái bước lên xe bông bả vui, rồi bả khổ vì cái chuyện chồng con, thì bả mới nếm được từ vui và tới khổ. Cảm giác quý vị, thấy không? Vui khổ. Còn cái bà này chưa bước lên xe bông gì hết thì bả tự nhiên bả thấy bả không biết cái gì những điều đó là như thế nào. Bả khó thế nào lãnh nhận được quý vị. Nên cuộc đời con người có vui có khổ. Và cuối cùng chúng ta hãy tự hỏi lại mình rằng tất cả cái vui cái khổ đó tồn động lại cho chúng ta cái gì. Đúng không? Tồn động lại cho chúng ta cái gì trong cuộc đời này.
Chỉ có hai loại mà chúng ta cầm theo. Một là thiện, hai là ác. Chị chọn đi. Cái tâm quý vị thiện thì sẽ cầm thiện đi, cái tâm quý vị ác thì cầm ác đi. Hai loại tâm này quý vị đang mỗi ngày song song mà cùng tạo. Nên mới dùng câu A với Đạo Phật để khai thác được cái tâm thiện quý vị. Dùng câu A với Đạo Phật để dẫn đường, để khai thác cái tâm thiện, để cái thiện tâm nó phát nhiều, ác tâm thì thụt lùi lại. Nên chúng ta cần phải mỗi ngày nghe pháp, cần mỗi ngày nghe pháp. Giống như có cái cô này biết nhận đức được 7 năm, nghe nhận đức giảng 2 năm. Cô thấy nhận đức giảng cứ thường nhắc tới nhắc lui vài câu. Cô nói vậy, cô đi tìm chỗ khác cô nghe. Cô đi 3 năm sau, xong cô quay lại gặp nhận đức. Thì cô thấy rằng 3 năm sau chùa mình quá phát triển. Rồi Như Đức hỏi cô, trong vòng 3 năm cô đi vòng vòng đó cô được cái gì? Cô nói được rất nhiều thứ nhưng mà không làm được thứ nào. Giống như làm rất nhiều loại bánh mà không ăn được cái bánh nào. Vậy có thu nhập không quý vị? Không. Rồi xong cô hỏi Như Đức là trong vòng 3 năm nay thầy làm thêm được cái gì? Những Đức nói rằng chỉ có một câu Phật hiệu tiếp tục mà nói hoài, và làm thì quá nhiều việc. Tại vì một câu Phật hiệu nó bao gồm hết trơn rồi. Người học đạo quan trọng là khai thác được tâm giác ngộ thôi. Mà chữ giác đây là chữ Phật. Quý vị biết rằng là cái tự tánh Phật chúng ta nó viên mãn, nhưng mà do gì bị trước là từ tham sân si ích kỷ nho mọn, buồn giận người để trong tâm chặn lại hết, nó bao từng lớp từng lớp từng lớp từng lớp lại. Nên Phật tánh chúng ta nằm ngủ yên trong đó. Nên mỗi ngày chúng ta niệm Phật A Di Đà để làm gì? Niệm Phật A Di Đà đang nhờ quang minh của ngài soi gọi, phóng quang soi gọi ngay cái Phật tánh của chúng ta, để cái vô minh che chướng kia của chúng ta giảm bớt đi, để Phật tính chúng ta tỉnh lại và phát triển. Phật tính trong tâm của chúng ta có đầy đủ trong tự tánh, nhưng nằm im trong đó. Nói là có viên mãn nhưng không có dùng được. Chúng ta đa phần dùng những cái tạp tánh và ma tánh không à. Còn Phật tánh mình lại không phát triển được. Ông Phật tánh mình bị ngủ yên nằm trong đó. Vì sao? Vì cái vô minh che chướng tham sân si quá nặng nề. Tuy là tu và tu nhưng lại không dùng được cái phương pháp để phát triển Phật tánh. Trong vòng mười mấy năm chờ những đức niệm Phật, nhờ Đức Phật A Di Đà tu đã thành, nhờ bổn nguyện của ngài phóng quang soi gọi vào Phật tánh của chính mình, nhờ như vậy mà Phật tính của mình hơi phát triển lại. Nhớ nha quý vị, tự mình mà tu mà để phát triển Phật tính của mình, quý vị không làm nổi đâu. Pháp môn tịnh độ là pháp nhị lực, nên chúng ta chỉ có tín nguyện niệm Phật. Pháp môn tịnh độ này tinh qua thiện căn, tinh qua nghe. Nhưng mà Đức Thích Ca Mâu Ni cũng dùng cái thấy cho mình, đó là kinh Vô Lượng Thọ. Tinh qua nghe, thấy được là dòng chữ trong kinh Đức Phật nêu. Nên người phải thiện căn dày thì người này mới chịu tin. Nên Đức Phật kêu tôn giả A Nan đảnh lễ về phương Tây, thì thấy được thế giới cực lạc, thấy Phật A Di Đà.
Tụng kinh Vô Lượng Thọ có cái chương kinh đó đúng không? Khi đọc đến đây thì mình sẽ tin 100%, tin có thế giới cực lạc, tin có Đức Phật A Di Đà. Ví dụ như bây giờ mỗi một người mình, họ không có thiện duyên đó, họ nói rằng thế giới cực lạc đâu, mấy ông niệm Phật hoài có thấy Phật A Di Đà không? Nói chuyện theo cái kiểu mà không có thiện duyên thì chúng ta đi bàn cãi làm chi cho nó mệt. Người không có thiện căn, người không có cái duyên này, quý vị hãy để chư tổ sư giải thích cho họ nghe. Mà càng giải thích thì họ càng chướng che. Tại vì sao? Vì họ nặng quá. Nước đã đục rồi thì đổ vô thêm cũng đục. Nên từ nơi đó mà khó lắm. Thí dụ như những bài giảng của những đức coi bằng niệm đến cùng, có mấy người cứ đẩy vô bình luận cái việc gì? Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tự tánh là Phật. Những đức nói, nội mà học Phật mà đưa cái đoạn văn vô không là thấy, người này là người không biết học Phật là gì. Vì sao? Vì người ta đang khuyên người niệm Phật, mình cứ là vì tán thán niệm Phật. Quý vị là người thật sự khôn trong cuộc đời này. Nội mà cái duyên người ta chia sẻ Phật Pháp mà nhiều người nghe gì thôi, quý vị không thích nghe thì biến. Đúng quý vị? Quý vị nghĩ đi, đi chọt cái mỏ vào mà bình luận không phải làm chi à? Để cho người ta ghét quý vị chứ làm gì? Bây giờ quý vị có làm được như những đức không? Đúng không? Nói đây là nói kiểu thế gian, độ thế gian đó. Tại vì thế gian dùng hình thức mạnh nhất để hơn nhau, đạp nhau mà sống. Tôi cũng đã dùng hình thức đó, bị bằng tôi không? Đúng quý vị? Bây giờ nhiều người nói rằng ông ngồi chỗ, ông ngồi đó người ta đem lại cúng. Quý vị đi tu ngồi chỗ đi cho người ta cúng. Tại sao vì em đi làm chị giống những đức đi? Nếu mà nói về bản lãnh ngoài đời, những đức cũng là một thanh niên ăn chơi, tự làm tự xài. Tôi từ nhỏ tới lớn cũng chưa từng dựa vào ai để kiếm chén cơm. Dù nghèo thì nghèo nhưng mà tôi chưa bao giờ xè tay xin ai một cắt bạc nào cả. Tôi là người mượn tiền là dám trả tiền, chứ chưa bao giờ quỵt nợ. Thật sự luôn. Nghèo nhưng mà chịu chơi. Từ ngoài đời tôi vô trong đạo, tôi cũng ăn 3 buổi cơm, tôi cũng làm việc cả ngày lẫn đêm. Đúng không? Nếu ai muốn nói tôi lỡ đây, cứ lỡ đây gặp tôi mà nói. Đúng quý vị? Quý vị coi, Tết quý vị còn đi vòng vòng chỗ này chỗ kia bị chơi. Tôi ở trong chùa, ở trong phòng, không bước ra ngoài. Vì làm giống tôi đi. Tối xuống thì tôi nói chuyện cho người ta nghe, làm cho người ta cười. Quý vị làm đi. Một người vợ còn chưa làm cho vợ cười được mà. Đúng không quý vị? Đó. Nên từ nơi đó nói nhiều chi. Thí dụ như người ta chia sẻ Phật Pháp, đông người nghe như vậy, mình không thích nghe, biến. Đúng quý vị? Tôi đâu có nhớ mặt ai đâu. Quá đông mà có biến vài người tôi cũng không biết ai chứ. Và tôi cũng đâu có gần gũi nhiều người. Ai đến với tôi thì vui, không đến thì cũng vui. Vui mà sống quý vị. Đó, nên từ nơi đó có cái ông này, ông bình luận hôm nay sáng mùng 1 Tết vừa thấy cái mặt là thấy ghét rồi. Có cái bà kêu anh nhào vô bình luận liền: bạn nói mặt người ta thấy ghét bạn, cái mặt của bạn biết làm sao? Thì thấy chưa, dạy thấy ghê. Như những đức như cô kia cũng khò khỏi cần nói câu gì để cho họ tự thấy cái mặt của họ. Tại vì sao quý vị ơi, trong cái cuộc đời này sống thì nhân vô thập toàn,
Quý vị có thể bao nhiêu người quý những đức mà có những người họ cũng không chấp nhận. Chuyện này là bình thường đúng không? Nên những đức có thường khuyên quý Phật tử của mình, quý vị hãy duy trì chính quý vị. Đúng không? Cách nay 10 năm về trước, rất nhiều người nói những đức phản. 10 năm về sau, những người đã đến tìm những đức. Hãy chờ 10 năm sau đi. 10 năm đó khởi đầu tôi đã chờ 10 năm sau để quyết định. Nếu như lúc ban đầu đó tôi bị mấy cái câu kích thích tôi như vậy, tôi chạy về tôi tìm lại, thì 10 năm sau tôi không có ngày hôm nay. Chắc chắn quý vị luôn. Đúng không? Nên con người sống trong cuộc đời này có mục tiêu vô cùng chuẩn xác. Hãy chọn mục tiêu chuẩn xác mà đi. Vì thì quý vị mới có cơ hội thành công. Dư luận trong cuộc đời này thật sự quý vị, nó có hai mặt. Nó có cái kích thích quý vị phát huy, và nó có cái làm cho người yếu đuối bị hạ gục. Tỷ vị thôi.